Hương sắc đô sinh xin chào các bạn nhé. Một buổi sáng nắng rất là đẹp trời ngày hôm nay, mùng 3 tháng 6 2019. Đỗ Sinh đi dạo quanh khu vực Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Rất là bất ngờ với một không gian sinh thái rất đẹp. Đó là Ngọc Khánh Pơn. Tôi chia sẻ với các bạn toàn bộ khung cảnh chung, cũng như là những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được chắt lọc với nhiều chủng loại rất là phong phú. Tại Ngọc Khánh Pơn. Sau đó ông chủ Ngọc Khánh sẽ giới thiệu với chúng ta về những cái mô hình sinh thái mới mẻ ở tại ngoại thị thị xã Sơn Tây mà hôm nay tôi mới được tận mắt trông thấy. Ngay từ cổng ra vào, chúng ta gặp một logo Ngọc Khánh Pơn, cơ sở nuôi và chế tác ngọc trai. Và thật bất ngờ, đó là một địa chỉ là thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Quê tôi là Ba Vì, chỉ cách đây khoảng 25 km. Trong cái thời gian thư giãn với vùng núi Ba Vì, chúng tôi vẫn hay qua du lịch Đồng Mô Sơn Tây. Và hôm nay đã đến với Ngọc Khánh Pơn. Và bây giờ đứng trước ống kính của chúng ta, đó là anh Nguyễn Ngọc Khánh, chủ cơ sở nuôi chế tác ngọc trai. Xin chào anh Khánh nhé. Vâng. Mời các anh vào nhà. Vâng, chúng ta cùng đi vào với cơ sở Ngọc Khánh Pơn. Nơi đó có rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật với nhiều chủng loại khác nhau. Và một cái công việc chính của cơ sở đó là nuôi và chế tác ngọc trai, để cùng giới thiệu với các bạn. Cái việc mà nội dung nuôi và chế tác ngọc trai tôi giới thiệu với các bạn sau, qua phần giới thiệu của anh Khánh. Bây giờ trước mắt chúng ta quan sát cái không gian chung với nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật rất là đẹp. Tôi sẽ giới thiệu từng phần một. Bây giờ ta đi lấy cái không gian chung trước. Vâng, xa xa những cái phao kia chính là ở dưới đó có những cái lồng để nuôi chai nước ngọt. Anh Khánh sẽ trao đổi về cái công nghệ ở những cái phút sau. Là những người ở khu vực nội thành, thành phố Hà Nội, cụ thể là quận Hà Đông. Anh Khánh đã mua đất trên này để xây dựng cơ sở nuôi, trồng và chế biến ngọc trai. Ngoài ra anh có một cái thú chơi cây cảnh nghệ thuật rất là đam mê.
từ đó đã cuốn hút Hương Sắc Độ Sinh hôm nay tìm đến. Sau khi chia sẻ khung cảnh chung, tôi sẽ chắt lọc những cái tác phẩm đẹp để đưa vào khung hình, có phông, có mâm xoay để giới thiệu chi tiết với các bạn. Vâng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước giao trong quân ngũ, đến những cái lúc thư giãn cho chính bản thân mình thì anh lại tiếp tục làm kinh doanh, đó là ngọc trai. Với đam mê cây cảnh nghệ thuật và với nhiều chủng loại cây được mang về trên khắp các vùng miền của Tổ quốc, với đời lính của anh, đến đâu anh cũng cảm thấy yêu mến, cảm thấy rất là tâm đắc với từng loại cây, với dáng thế cây anh đã sưu tầm đem về không gian Ngọc Khánh Pơn để ngày hôm nay Đỗ Sinh đến được chia sẻ với các bạn. Với một mô hình vườn sinh thái mới bắt đầu đi vào để xây dựng, cho nên vẫn còn chưa được hoàn thiện tất cả, nhưng cũng đã đủ để chúng ta cảm nhận. Đối với một người đam mê như vậy, với vườn cảnh Ngọc Khánh tại thôn Long Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Với cuốn video này, tôi giới thiệu tổng quan và ý kiến của anh Ngọc Khánh trong vấn đề nuôi dưỡng, khai thác ngọc trai nước ngọt. Sau đó, cuốn video sau, Đỗ Sinh sẽ giới thiệu chi tiết những cái tác phẩm mà tôi chọn lọc đưa lên phông và mâm xoay, để cùng với anh Khánh giới thiệu với chúng ta. Các bạn đến với Ngọc Khánh Pơn, đến với vườn sinh thái và những tác phẩm bonsai đẹp, qua số điện thoại của anh Nguyễn Ngọc Khánh trên màn hình. Đến đây tôi thấy có một số những cái chi tiết rất giống những linh vật, ví dụ như rồng và rùa, tôi giới thiệu ngay trong cuốn này. Trước hết là một tảng đá. Qua giới thiệu của anh Khánh, chúng ta thấy rất giống là một cụ rùa. Cái mai rùa, phần cổ và phần đầu rất giống nhau. Đấy, rất giống với hình ảnh của một cụ rùa. Và cái đuôi. Đó. Cũng là một cái hình tượng chúng ta cảm nhận một viên đá giống thần kim quy như thế này. Đây phía trước. Đấy, với hình ảnh này rất giống. Cái đầu ngóc lên và hơi ngoảnh về phía bên tay phải theo hướng của cụ rùa.
Vâng, và đây là tảng đá có hình tượng rất giống là một con rồng đang ngậm hạt ngọc. Đây là cái đầu rồng. Đang há miệng ra với một viên ngọc. Đằng sau là cái mào đây, cái mào này. Đó. Ở đây là cái đầu rồng ngậm viên ngọc. Toàn bộ đây là cổ rồng, sang bên này là thân rồng và cái đuôi. Phần thân và cái đuôi rồng. Đấy, rất là đẹp. Đây với hình ảnh như thế này, trọn vẹn. Đây là một con rồng. Và đẹp hơn cả đó là một đá liền khối, không hề chắp ghép. Với cái lũa tự nhiên. Rất hay. Tất nhiên là phía dưới phải có cắt gọt để tạo thành cái đế và cái đáy thì có. Ở đây là cái vết cắt để tạo thành một cái đáy, tạo nên một cái mặt phẳng để chúng ta có thể để được trên mặt bàn. Còn từ đầu rồng đến thân rồng, đưa lên phần đuôi, hoàn toàn là do tự nhiên. Một viên đá lũa rất là đẹp. Vâng, đó là hai con vật trong bốn tứ linh. Thì đây là long và quy. Bằng chất liệu đá lũa, nếu anh Ngọc Khánh mà sưu tầm được đủ long, ly, quy phụng nữa thì tuyệt vời. Con chim phượng. Và kỳ lân là ly thì thật là tuyệt vời, đủ bốn linh vật. Kết hợp với một số những viên đá trang trí cũng như là những bonsai mini và tầm nhỏ với nhiều chủng loại khác nhau thì tôi sẽ xây dựng với các bạn một cuốn video sau để giới thiệu trực tiếp cận cảnh hơn qua mâm xoay và một chiếc phông tạo hình. Bây giờ chúng ta cùng với giao lưu cùng với anh Nguyễn Ngọc Khánh, chủ Ngọc Khánh Pơn, về cái công việc trồng và khai thác chai nước ngọt như thế nào.